Cưới nhau đã 2 năm, Chứng Thành xúc động khi Harry Won lần đầu làm điều này. Dù tỏ ra xúc động trước việc được vợ lo lắng tận tình, nhưng nam MC cũng không quên chiêu ghẹo bà xã. Mới đây trên trang cá nhân, MC Chứng Thành vừa đăng tải dòng trạng thái kể về cuộc sống vợ chồng sau hôn nhân. Anh tâm sự hài hước: "Nghe tin tôi đi quay xa nhà nửa tháng, lần đầu tiên mới thấy chị ba song sáu sắp xếp đồ đạc cá nhân, quần áo thuốc men cho chồng. Một chuyện mà tôi nghĩ cả đời này chắc chỉ có mình tôi làm cho bả." Thực ra hắn làm rất khéo léo và ngăn nắp, nhưng ngặt nổi, hắn thấy tôi nuông chiều hắn quá nên nhất quyết không làm. Hôm nay tự nhiên mắc cái chứng gì mà thấy bà bánh bèo hẳn khi tỏ ra bệnh rình trước lúc chồng ra sân bay. Bà nói chứ, anh ơi, dạo này em như một người vợ của anh rồi, lạ quá. Nói ra không phải khốn nạn chứ, mặc dù rất cảm động trước những gì hắn làm cho mình hôm nay, nhưng tôi chợt nhận ra, lấy tôi gần 2 năm rồi mà tới giờ hắn mới cảm thấy được cái cảm giác làm vợ. Là chắc vì suốt thời gian qua hắn đang bận phiêu cái cảm giác làm mẹ. Lớp U Honey tâm sự vu vơ một buổi trưa kinh đô Huế. Tiết lộ của Chứng Thành khiến nhiều người ngỡ ngàng, bởi lẽ đến tận 2 năm sau khi kết hôn anh mới biết đến cảm giác được bà xã lo lắng trước khi đi làm xa. Dẫu vậy, nhiều người cũng tỏ ra ghen tị với Harry Won khi lấy được người chồng tài năng điển trai lại rất biết cách chăm sóc vợ. Theo như lời chia sẻ của dòng ca Anh Cứ Đi Đi, cuộc sống hôn nhân làm dâu của cô khá thoải mái. Rất may mắn khi cô được gia đình Chứng Thành yêu thương thông cảm cho công việc nghệ sĩ, nên không yêu cầu bất cứ điều gì về cô. Thậm chí, bố mẹ còn chăm sóc ngược lại cho con dâu. Sau nhiều tin đồn bên lề, cặp đôi này vẫn rất hạnh phúc và thường xuyên thực hiện những hành động lãng mạn với nhau. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!